Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh TV. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi thưởng thức nghệ thuật cuộc sống của mẹ thiên nhiên. Đây chính là những lần cánh đồng đẹp ở thành phố Vinh. Các bạn hiểu không? Đấy, cánh đồng đẹp làm sao? Đẹp biết bao trên như trên thế giới. Ngoài đồng những đàn trâu đang ăn cỏ, nhưng chưa thấy trâu đâu mà chỉ thấy cỏ mà thôi. Ôi, hơn những thế, trên trời có rất nhiều đàn chim đang bay qua, nhưng không thấy chim đâu cả, chỉ thấy trời. Đây, ở đây có những con dê đang đi bộ và đang ăn lất thoát đang đi ra giữa đường. Các bạn hiểu không? Ủa, con dê làm gì đấy? Ok nhé các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến với một đoạn đường thường có rất nhiều thú. Đây chính là những con dê trong truyền thuyết. Đây chính là những con dê. Những cánh đồng này thật là yên bình biết xa làm sao. Nói đến đây thì chắc chắn không thể nói đến nhà thờ, một trong những nơi thờ vị tôn thiên giáo. Đó mà cái này mình cũng không biết cho nó ra mình hay nói sai. Ôi giời, có mỗi vài con trâu kia kêu gì kêu to thế không biết được. Đấy, nhà rất là vui luôn nhé các bạn nhé. Đấy, rất là vui luôn. Bây giờ mình sẽ đi đến nhà thờ cho bạn xem nhá. Wow, cái sung mặt cái nhá. Đi thôi. Ui ôi, những con gà đang nổi loạn với nhau như đang chơi một trò chơi. Ôi, một trò chơi trải nghiệm đánh nhau hay nói đúng hơn còn gọi là đập nhau. Cảm thấy chuyến đi này rất là đây là bạn đồng hành cùng mình các bạn ạ. Đây là mặt của bạn đồng hành mình, rất chi là xinh xắn đúng không các bạn? Đấy, rất chi là xinh xắn. Hắn sợ, ôi ôi, có thể tóc lên không? Ôi, đi, con này, bây giờ hơi à, tóc lên không? Đi. Đăng lên. Đi thôi, yên tâm, biết rồi, không phải nhắc, đi thôi. Thôi, video đến đây là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau, bye bye.